Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Lucy và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một tựa game kinh dị có tên là Bóng Ma Của Ngày Mai. Ok, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Tối nay thì có nhiều việc kỳ lạ quá. Tôi rất là mệt, tôi nên đi ngủ. Ui trời ơi, chúng ta đã vào được trong căn nhà rồi các bạn nhé. Chúng ta đã vào được trong căn hộ rồi. Đây là... Gale có lẽ là đang ngủ ở trong phòng của anh ta. Tốt nhất là không nên làm phiền. Ok. Vậy thì chúng ta không làm phiền bạn ấy nhé. Gale là bạn cùng phòng của chúng ta các bạn ạ. Là một người đàn ông. Chả hiểu sao chúng ta lại chia sẻ nhà với cả một anh con trai là sao nhỉ? Cái này không mở được. Nhưng cái này như kiểu là pantry, kiểu đồ để chỗ để đồ khô các bạn ạ. Đây là tủ lạnh cũng không sử dụng được này. Đằng kia như kiểu có cái sân bóng hay có cái gì ánh sáng đẹp thế nhỉ? Có lẽ chúng ta nên về phòng. Bây giờ đã là 9 giờ 10 phút rồi. Chúng ta về phòng các bạn ạ. Thôi về phòng. Phòng của chúng ta có lẽ sẽ ở cuối hành lang này. Ở đâu nhỉ? Đây. Đây là cái phòng gì đây? Đèn ở trong phòng tắm lại bị hỏng. Đèn trong phòng tắm lại bị hỏng. Thế thì đây là phòng của chúng ta này. Ui dồi ôi. Đẹp đấy nhá. Đẹp đấy. Không biết là có khóa cửa được không nhỉ? Hay là chúng ta có kiểu tương tác gì ở xung quanh này được không? Cốc cà phê pha từ sáng rồi quên chưa uống. Các bạn này bận quá mà. Bận lắm đấy. Thôi đi ngủ vậy. Có lẽ là phải đi ngủ. Đi ngủ. Sang ngủ cùng Gale. Ui, cái gì đấy? Có cái tiếng gì như kiểu tiếng báo thức các bạn ạ. Tiếng điện thoại rung. Ủa? Có sao thế nhở? Cái gì đấy? Gì đấy? Amanda, mẹ đã gọi điện và nhắn tin cho con suốt 2 ngày liền rồi mà không nhận được phản hồi. Không biết là con đã làm gì suốt mấy ngày qua. Con ở đâu? Con có ổn không? Hãy gọi điện cho mẹ. Gọi lại không nhỉ? Có nên gọi lại không nhỉ? Ok, không gọi lại được các bạn ạ. Thế nó mới sợ. Có lẽ là chúng ta phải đi ra ngoài này sang hỏi Gale. Ai đến vào giờ này nhỉ? Gale ơi, mở cửa Gale ơi. Gale đi đâu rồi? Cái đèn này hỏng các bạn ạ. Để mình ra mở cửa cho Gale. Gale, tôi đây, Martha. Mẹ của Amanda. Bạn có biết Amanda đang ở đâu không? Con bé không trả lời điện thoại của tôi suốt 2 ngày liền. Làm ơn, nếu biết gì hãy gọi điện thoại cho tôi. Cái gì nhỉ? Có cái tiếng gì? Ô hay. Chắc là lại đi ngủ các bạn ạ. Không biết phải làm gì tiếp theo nhỉ? Không biết là phải tương tác, có lẽ là phải gọi điện chắc. Không được. Có lẽ là chúng ta phải tương tác với cả cái đồng hồ này. Đèn lại bật được rồi này.
tiếng đồng hồ nó xoay. À đây, vẫn còn tiếng đồng hồ xoay các bạn ạ. Nó dừng ở 11 rưỡi các bạn ạ. Trời ơi, mình không biết là có chuyện gì vừa xảy ra hết. Có lẽ chúng ta phải đi về phòng các bạn ạ. Có lẽ chúng ta nên về phòng. Có lẽ là nên ngủ chăng. Có khi là phải gọi điện thoại. Bây giờ làm gì tiếp theo nhỉ? Có lẽ phải vào trong nhà vệ sinh chăng. Ồ, nhà vệ sinh không bật được đèn các bạn ạ. Bằng cách thần kỳ nào đấy thì nhà vệ sinh lại không bật được đèn. Có lẽ chúng ta phải tương tác với mấy cái này chăng. Ồ, cái gì đấy? Amanda Graham mất tích. Ồ, tại sao lại thế nhở? Chúng ta vẫn còn ở đây mà, tại sao lại mất tích được? Ồ, ai khóc không nhở? Ôi, sao trong phòng của Gale lại có tiếng phụ nữ khóc là sao nhở? Gale làm gì ai? Chết thật. Ô Gale ơi. Cái đèn nhà vệ sinh lại nhấp nháy rồi kìa. Ở đây có đèn pin này. Ôi, lại mất tích các bạn ạ. Một sinh viên mất tích. À, xác của một sinh viên mất tích đã được tìm thấy. Bị đâm nhiều lần bởi gọi là bạn trọ cùng. Ôi Gale ơi. Ôi, có cái xác của chúng ta dưới sàn các bạn ạ. Đâu rồi? Vãi, vậy là thằng Gale này nó giết chúng ta các bạn ạ. Gale ơi. Trong căn phòng này tối om này. Tốt nhất chúng ta không nên đi vào các bạn ạ. Đi vào nhớ lại rơi xuyên qua bản đồ thì chết. Có vẻ như là chúng ta đã bị Gale giết. Ôi, đây rồi. Có con dao đây rồi. Chúng ta phải giết nó trước khi nó giết chúng ta. EQ 200 các bạn ạ. Chúng ta phải giết nó trước khi nó giết chúng ta. Từ từ, để mình đi về phòng để xem trong phòng có cái gì không nhá. Trong phòng vẫn thế các bạn ạ. Có vẻ như là chúng ta là một hồn ma. Chúng ta chưa biết là chúng ta bị thằng gọi là thằng trọ cùng ấy nó giết đâu. Có lẽ là phải bắt buộc phải đi vào đây các bạn ạ. Bắt buộc phải đi vào đây. Ui, này rồi đi đâu? Ui vai. Cửa này cũng khóa. Ui, như kiểu chúng ta chưa biết là chúng ta bị chết. Nhiều chưa biết là chúng ta đã bị sát hại các bạn ạ. Thế nên là chúng ta vẫn đang kiểu gọi là đi lại ở trong cái khu vực mà chúng ta đã từng chọn. Tất cả các cửa này đều bị khóa hết rồi. No faith,
Không có định mệnh à? Anh em CEO tất cả những cánh cửa này đều mở được hết này. Anh em CEO, anh em CEO, có ai không? Chẳng nhẽ chúng ta phải đi kiểm tra tất cả các cánh cửa này sao? Có ai không? Hơi lạ các bạn ạ. Không biết là chúng ta sẽ phải chọn cánh cửa nào. Rất là nhiều cửa ở đây. Không biết là chúng ta sẽ phải chọn cánh cửa nào. Hay là chọn cánh cửa no face này. Thôi chúng ta đi sang cánh cửa bên này xem sao nhé. Ui! Nhớ Amanda Graham 1997-2019. Có lẽ là chúng ta phải đi xuống cuối căn phòng kia các bạn ạ. Ồ, căn phòng này bây giờ lại dính máu rồi này. Bây giờ chọn cửa bên này chắc. Có ai kìa? Ồ, đấy là chúng ta các bạn ạ. Hết cả hồn. Ui, bây giờ cánh cửa bên này cũng dính máu rồi. Thế thì chúng ta phải chọn cánh cửa này. Cái gì đấy? Gail Roger đã bị tuyên án 25 năm tù giam bởi vì giết người. À, ghê đấy. Sợ nhờ. Có lẽ chúng ta phải đi tất cả các cánh cửa này các bạn ạ. Đấy. Ui. Mình nghe tiếng thở. Không biết có phải của thằng Gale không. Quá kinh dị. Có lẽ bây giờ là chúng ta phải đi một loạt những cái cửa này chăng? Mình nghe tiếng khóc thút thít. Ghê ơi. Ôi, ghê ơi. Throughout history, people have experienced the supernatural event of a time slip. What is a time slip? A time slip is... Có lẽ là chúng ta phải đi tất cả các cánh cửa này. À, ở dưới này thì không còn ai nữa rồi này. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đi cánh cửa tiếp theo các bạn ạ. Đây. Nó viết có một cái gì đấy ở đây nhưng mà mình không đọc được các bạn ạ. Stop the madness. À, có nghĩa là hãy ngăn cái điều điên rồ này lại. Điều điên rồ nào đây? Ây, trời ơi. Còn hai cửa thôi. Đi cửa bên này đi. Ở dưới cuối kia có cái gì nữa không nhỉ? Mình chỉ sợ là xuống dưới cuối kia nó lại có một con ma gì đấy thì chết. À, không có các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn một cánh cửa thôi. Thực ra là còn hai, nhưng mà là một cánh cửa chúng ta bước qua rồi. Đây, cánh cửa này là cánh cửa chúng ta vừa bước qua, thì chỉ còn cánh cửa này thôi. Hết rồi đấy, hết rồi đấy. Bây giờ bắt đầu cái cửa cuối cùng kia nó sẽ mở kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta thử cánh cửa này xem nhé. Về cái sự tò gọi là để thỏa mãn cái sự tò mò của khán giả thì mình thử cái cửa này xem. À, đấy các bạn thấy không? Không mở được nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái cánh cửa cuối cùng kia. Cánh cửa gọi là ở phía cuối cái hành lang đẫm máu này. Để xem là sẽ có cái điều gì đợi chúng ta ở đằng sau cánh cửa này. À,
Đây chính là cái cánh cửa ghi là không có gọi là duyên số. Ừ. Không có định mệnh này. Ơ sao tối thế nhỉ? Ủa? À, ui rồi. May là dừng lại để nhìn. Không là rơi xuống đây là chết rồi đây này. Hay là phải rơi nhỉ? Ồ. Hay là phải đi đường khác nhỉ? Ôi! Tôi đã quay trở về nhà. Tất cả đều là một cơn ác mộng sao? Ô, đây có vẻ như là nhà chúng ta ở ở gọi là khi mà chúng ta còn ở với bố mẹ các bạn ạ. Bởi vì đây nó không giống cái căn hộ mà chúng ta vừa thuê. Nó to và nó đẹp hơn rất nhiều. À, chúng ta đang xem World Cup các bạn ạ. Rồi. Ồ, lại có đèn pin là sao đây? Cửa đều bị khóa hết rồi. Ơ, tiếng gì ấy nhỉ? Tiếng gì ấy nhỉ? Rời khỏi đây. Ui, không đi được các bạn ơi. Ở đây lại có tí ánh sáng này. À, cửa này khóa. Ôi may quá. Trong này không có ai các bạn ạ. Giời ơi. Ở đây cũng có một tờ này. Anh em CEO. Anh ơi, anh là anh này là ai ấy nhỉ? Ai đây? Ô, làm sao ấy nhở? Đây lại có một cái tờ giấy khác này. Anh ơi, sao? Có vẻ như là chúng ta đang tưởng tượng ra hay sao các bạn ạ? Ui. Đây là cái nhà vệ sinh. Ô kìa, thôi chết rồi. Ôi. Tôi cần phải tìm một cách để thoát ra. Thoát ra đâu? Cái gì đây? Phải tìm một cách để thoát ra. Hay là đây nhỉ? Tìm một cách để thoát ra. Ở đây lại có cái gì đỏ đỏ ấy này. Tôi... Ui! À đây rồi. Đây rồi. Thoát rồi. Ồ, tại sao chúng ta lại không có bóng thế này? Ôi chết rồi. Tôi chết rồi. Chết rồi.
đi bên này nhỉ. Ấy, ấy ơi. Chắc là chúng ta phải mở cửa này chắc. À không được, không được. À chỉ còn cửa này thôi. Căn hộ của chúng ta bị làm sao rồi ấy. Báo thức, có lẽ là tất cả những cái này chỉ là một giấc mơ các bạn ạ. À đúng rồi, chúng ta mới chỉ mơ thôi. May quá là giấc mơ các bạn ạ. Anh ông CEO Amanda, con có đọc được tin nhắn của mẹ không? Vâng, có chuyện gì vậy? Ủa? Ơ kìa. Trời ơi, mẹ không thể tin được. Đây có phải là con không? Chuyện gì xảy ra vậy? Con đã bị mất tích. Mẹ tưởng là mẹ sẽ không giờ được nói chuyện với con nữa. Trời ơi, mẹ đã ở cái đám tang của con. Mẹ không thể tin được là bây giờ mẹ đang nói chuyện với con. Ơ, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy nhở? Vậy là cái kia là một giấc mơ hay là thật nhở? Ôi. Ok, vậy là game đã kết thúc ở đây rồi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo và các tựa game tiếp theo. Mình là Lucy, hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye. Bruh.